cho các bạn uh, Mấy ngày hôm nay thì uh, có những bài báo của Nhật Bản và những bài báo trong nước Việt Nam Thì có đưa tin là có một số bạn thực tập sinh Việt Nam đánh lời ông chủ người Nhật Mình làm video này để chia sẻ những suy nghĩ và những uh, ý kiến của mình uh, Trước hết thì mời các bạn cùng xem video nhé Tôi <laughs> một

nếu như xem xong clip thì các bạn có phân định được là ai đúng hay sai không? theo mình nghĩ thì các bạn này thì đã ức chế cái ông chủ này từ lâu rồi, chứ không phải là từ cái chuyện đó. mình sẽ không nói về vấn đề đúng sai trong video này, Ở vì đúng hay sai thì các bạn xem video thì các bạn cũng có thể suy đoán được. thì mình cũng như các bạn thôi mình cũng chỉ xem video thôi nhưng mà mình sẽ nói về nhiều khía cạnh khác về cái vấn đề mà thực tập sinh và ông chủ như thế nào tập sinh kỹ năng tại nhật bản đó là một cái một cái từ vựng một cái thuật ngữ là khá là trá hình chính phủ nhật bản muốn thu hút những cái lao động giá rẻ về cho làm việc cho đất nước mình mà mang danh nghĩa là thực tập sinh thì thực tập sinh thì thực tập một vấn đề gì đó, tức là các lao động nước ngoài đến Nhật Bản để học tập, để học hỏi rồi sau này sẽ, sau khi thực tập kết thúc thì sẽ quay lại đất nước, để phục vụ cho đất nước Chính phủ Nhật rất là khôn ngoan khi mà uh, đưa ra cái chương trình này bởi vì vừa có lao động giá rẻ mà lại nâng, nâng được cái giá trị của đất nước mình lên Nhật thì lại có thể được các nước khác, các bạn bè khác đánh giá ờ, uh, nước Nhật thật là tốt, uh, nước Nhật tốt bụng quá Chẳng hạn, hoặc là nó nhật tự nâng cao vị thế của mình là một anh cả chẳng hạn Đúng là thực tập sinh tại Nhật Bản thì lao động với giá rất là rẻ Tại vì mang danh nghĩa là thực tập chứ không phải là một lao động Không được gọi là lao động Cho dù nó rẻ nhưng mà nó vẫn tốt hơn so với đồng lương Việt Nam Mình sẽ không nói về vấn đề mà tiền lương Việt Nam so sánh với tiền lương Nhật Bản như thế nào Mình từng là một thực tập sinh, thực tập 3 năm tại Nhật Bản Cho nên uh, các vấn đề về thực tập sinh mình hiểu rất có nhiều lúc rất là ức, ức chế, cũng giống như những bạn trong video Phải bị la mắng, phải bị người ta nói những cái từ thậm tệ, những từ mà Có những từ gọi là xỉ nhục luôn đó Theo như mình đánh giá thì Năng sức lao động của người Việt Nam mình, về những khoản lao động chân tay ấy, Thì hoàn toàn không thể thua kém người Nhật một chút xíu nào luôn Còn có khi Có khi còn vượt trội hơn cả người Nhật nữa Bởi vì người Nhật thì Người Nhật thất học thì cũng nhiều Mà lao động chân tay cũng nhiều đi làm thực tập sinh thì chịu rất là nhiều cực khổ luôn mọi người ơi làm công việc thì cực nhọc nè các bạn mà làm công trình ngoài trời thì phải gặp rất là nhiều nắng mưa gió tuyết có người may mắn thì được vô uh, công ty tốt uh, được ông chủ đối xử tốt tăng ca nhiều làm được nhiều tiền ai mà xui xẻo thì vô những công ty rất là mất dạy có nhiều công ty uh, làm cho đã rồi họ cũng không có tính tiền tăng ca cho nữa và có những công ty thì uh, người ta đối xử với uh, thực tập sinh rất là tệ có nhiều công ty thì rất là bạo lực nhất là công ty nhất là những công ty làm việc ngoài trời những công ty đó thì chắc chắn là họ sẽ không dám làm vậy với người Nhật nếu như làm như vậy thì người ta sẽ bỏ đi liền chứ không ai ngu vậy mà sẽ làm suốt ở một công ty như vậy và thứ hai là họ rất là sợ bị kiện tại vì nhân quyền ở Nhật rất là cao nói gì thì nói nếu các bạn chấp nhận qua Nhật làm việc thì các bạn phải chấp nhận rủi ro và chấp nhận sự tủi nhục mình đã từng là thực tập sinh nên mình hiểu rõ có nhiều lúc rất là ức chế khi làm trong những công ty như vậy. Nhưng nghĩ lại thân phận thì mình chỉ là một cái hạt đậu bé tí ti thôi. Mình thì không được họ xem là một người lao động nữa mà. Cho nên các bạn thì phải thật là bình tĩnh, phải suy nghĩ đến mục đích của mình qua nhật, nghĩ đến gia đình của mình nữa. Mình biết trước khi qua nhật thì ai cũng tốn một số tiền rất là lớn. Cho nên các bạn hãy cố gắng dằn cơn nóng giận của mình một cách tốt nhất có thể mình thì vẫn còn những cơ quan có thể bao giờ mình như là nhật đoàn hay là các tổ chức quản lý thực, thực tập, sinh như là JICO hoặc là có thể liên lạc với đại sứ quán. Ở Nhật Bản thì nhân quyền rất là cao, cho nên nắm đấm thì không thể giải quyết được vấn đề gì hết. Nhẫn nhịn là trên hết đó các bạn à. Bạo lực thì không giải quyết được gì mà có khi còn mang lại cái hậu quả khôn lường nữa. Buồn nhất là khi bị trục sức mà gia đình đang phải gánh một số nợ rất là lớn. Nước Nhật thì không phải là hoàn toàn màu hồng luôn các bạn ơi. Uh, không phải ai cũng có thể may mắn được vào công ty tốt đâu. mình khuyên các bạn á, là học tiếng cho tốt, phải cố gắng học tiếng Nhật cho tốt để mình muốn biết họ yêu cầu gì về mình, họ nói gì về mình. có như vậy thì mình mới làm việc được tốt và mình cùng làm việc với họ một cách tốt nhất hiệu quả nhất. với lại nếu như họ có nói xấu về mình hay là nói những vấn đề đó thì mình cũng biết để mình Uh, mình có thể liên lạc với với những cái cơ quan có thể bảo vệ mình như các bạn cũng đã xem trong video đó có thể là uh, những những các bạn những bạn trong video thì có thể là không hiểu được những gì của ông chủ nói hoặc là có thể là hiểu rất là ít cho nên các bạn ức chế và đánh lại cái ông chủ cho nên đó, cái điều quan trọng nhất là phải học tiếng tốt thứ hai là phải cố gắng nhận nhịn mình phải suy nghĩ cho bản thân mình cho gia đình mình và cũng có thể là cho những cái đàn em của mình qua sau nữa trong video này thì mình hoàn toàn mình không có bên vực cho bên nào cả tại vì khi mình chia sẻ video này thì có thể mình đã nói đụng chạm với rất nhiều người và một lời khuyên nữa là các bạn hãy cố gắng làm việc thật là tốt để cho người nhật người ta phải nảy mình họ muốn mắng chửi mình như thế nào thì cũng không có lý do để mà họ nắng mắng chửi mình và trên hết đó, đó là nhẫn nhịn chấp nhận qua bên đây là phải chấp nhận nhẫn nhịn Bình tĩnh nha các bạn và mong các bạn luôn sáng suốt, thật sáng suốt. Mình phải biết hạ bản thân mình xuống một tí xíu. Và kiềm chế những lúc nóng giận, đừng để những sự việc đáng tiếc như thế này xảy ra. Xin chúc các bạn làm việc có nhiều sức khỏe và làm việc thật tốt nha. Cố lên. Chào các bạn.